thể nhận ra ra chúng ta có thể nghỉ ngơi tại chỗ và sân khấu của chúng ta ngày càng thêm của chúng ta. Phía bên trái của sân khấu thì là quý vị khán giả rất nhiệt tình và đã lần thứ nhất là sâu sân khấu ở làng thì quý vị biết rồi, tức là xung quanh kỳ tiêu là cái khoảng không gian mà các nghệ nhân của chúng ta sẽ múa trên đấy. Và tại đây thì chúng tôi cố gắng để tạo dựng một cái không gian như vậy. Thank you.
Vâng,
tôi nghĩ là sự ban đầu thì nó cũng không phải có những cái nào cả, chúng ta cũng quen thôi.